Ngày hôm nay thực sự là một trận đấu mà chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến cận cảnh các cầu thủ thi đấu trong một trận đấu chính thức. Trong 1-2 năm vừa qua thì không có nhiều những cơ hội cọ sát và thi đấu ở những giải đấu khác nhau dành cho những cầu thủ đang xuất hiện trên màn hình của quý vị ở cả màu áo đội tuyển hay là các câu lạc bộ tại các giải vô địch quốc gia hoặc là giải hạng nhất. Ban tổ chức trận đấu thực hiện rất chặt chẽ những quy định để phòng Covid-19. Và ban tổ chức không quên nhắc hai đội khi chụp ảnh trước giờ bóng lăn cũng phải thực hiện đúng những quy định này. Cũng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà một số kế hoạch đi du đấu và tập huấn để làm quen với điều kiện thời tiết cũng không thực hiện được. Nhưng việc có mặt trong những ngày vừa qua, các buổi tập cũng đã giúp cho các cầu thủ chúng ta dần làm quen và thích nghi được với điều kiện thời tiết giá lạnh. Trong tài chính điều khiển cho trận đấu này đó là ông Hà Văn Mắn, người Tô Múa, và hai trợ lý của ông đó là ông Salom Thành Giang và ông Đạt Bi. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng không có nhiều thông tin về đối thủ của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng với sự tự tin mà chúng ta có được ở trong những buổi tập vừa qua, với những chiến thắng ở trong những trận đấu giao hữu và với một dàn cầu thủ được đánh giá là đồng đều trong thời điểm hiện tại này, thì người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một sự khởi đầu như ý. Vâng, và ra sân trong trận đấu này thì các cầu thủ đội FC trẻ mang trang phục áo trắng quần xanh, còn các cầu thủ đội FC sao đỏ mang trang phục áo đỏ quần đen. Và đội hình ra quân cho trận đấu này của đội FC trẻ, thủ môn bắt chính cho trận đấu này số 1 Kiều Thị Mai, số 2 Ngân Thị Dương, số 3 Mùi Thị Bích, số 4 Đinh Thị Chi, số 5 Vì Thị Hương, số 6 đội trưởng Bùi Thùy Dương, số 7 Lường Phương Thúy. Và hiệp đấu đầu tiên của cuộc đối đầu giữa FC trẻ và FC sao đỏ đã được bắt đầu. Và trong hiệp 1 này thì các cầu thủ FC trẻ bên tay phải màn ảnh nhỏ các bạn, còn các cầu thủ FC sao đỏ bên tay trái màn ảnh nhỏ các bạn. Và đội hình xuất phát của đội FC sao đỏ, thủ môn bắt chính cho trận đấu này là số 8 Thanh Lý, các cầu thủ số 1 Lý Minh, số 5 Thanh Thanh, số 11 Hoài Thương, số 19 Đáng Hương, số 10 đội trưởng Sang Huyền và số 92 Thu Nguyệt. Và trận đấu này sẽ được chúng tôi phát lại trên kênh của TXD YouTube với chất lượng và hình ảnh rất tốt. Và các bạn có thể bấm vào nút đăng ký để xem nhiều trận đấu tiếp theo. Phạm lỗi của các cầu thủ bên phía FC sao đỏ. Và thời tiết hôm nay khá là lý tưởng để cho tất cả các cầu thủ thi đấu. Độ ẩm của mặt sân khoảng 15% và tốc độ gió khoảng 20 km/h. Các cầu thủ đá biên của FC trẻ đang tạo ra những pha tấn công đầy hiệu quả. Sự kết hợp của Ngân Thúy Dương và Bùi Thúy Dương khiến cho hàng phòng thủ của đội FC sao đỏ gặp rất nhiều trở ngại. Về độ tuổi thì trung bình đội FC trẻ khoảng 17 tuổi, còn đội FC sao đỏ khoảng 32 tuổi. Đá phạt dành cho FC sao đỏ. Trông trà trà của à? Câu ở dưới. Đợt trung làng á. Vào. Vâng, theo thống kê của ban tổ chức thì trận đấu này nếu như đội nào thắng sẽ đạt giải nhì, đội nào thua sẽ nhận giải ba. Thôi thả đi, thả đi. Và quán quân cho giải đấu đã có
Đã có chủ rồi. Kèm người vào. Bên đá lên cơ mà. Kèm người vào. Rất đẹp mắt của các cầu thủ bên phía FC trẻ. Và cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 10. Chúng ta có thể thấy bên phía FC sao đỏ những đường cắt bóng rất quyết liệt. Vâng, vừa rồi là một pha xử lý bóng rất nhanh và kinh nghiệm của các cầu thủ bên phía đội tuyển trẻ. Rất kỹ thuật. Và qua người rất kỹ thuật. Vâng, các cầu thủ FC Sao Đỏ cũng đã lui về phòng ngự rất nhanh. Một pha chờ bóng. Khai thác điểm yếu của FC Tô Nguyễn. Vâng, FC trẻ là những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất tốt. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Vâng, vừa rồi là một pha phát bóng, phát động tấn công rất mạnh. Và trúng người của một cầu thủ bên phía FC Suy Lị. Có tín hiệu của trọng tài, bóng đã đi hết đường bên ngang. Vâng, là một những quả bóng bàn bật rất tốt. Giờ là cú sút rất căng nhưng bóng đã đi sai địa chỉ. Cầu thủ bên phía FC trẻ. Thế mà buồn bùa giải hơn.
phạm lỗi rồi. Đây là một tình huống cao chân của các cầu thủ bên phía đội tuyển trẻ. Mưa sáng mà mày mới vừa biển tới à? Thằng già vườn quá. Chiêm tôi phạt thế, chiêm phần thi. Chả mua vẫn chiêm quá. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển trẻ. Có tình huống sóng bằng mũi dầu rất quy lực và dũng mãnh, và thủ thủ môn không có thể có cơ hội để cản phá, và tỷ số đã được nâng lên là 2-0 dành cho FC trẻ. Và cầu thủ ghi bàn vừa rồi là Bùi Thùy Dương. Vừa rồi một pha treo bóng rất nguy hiểm của FC Sao Đỏ, nhưng vừa rồi là một pha xoạc bóng rất chính xác của các cầu thủ bên phía FC trẻ. Một pha. Vâng, các cầu thủ nên nghe tín hiệu còi. Vâng, vừa rồi là một pha đá góc rất nguy hiểm. Vâng, đá góc đóng đá đi hết đường bên ngang, thực hiện pha ném bóng lên, nhưng pha treo bóng còn thiếu độ chính xác.
Vậy có sắm tiền của các mẹ anh hóa sao? Cúng rồi nè. À, ôm gọn theo bóng. Vâng. Đi lăn này, lăn kèm thì thề. Lại tiếp tục. Vừa tốt phá, vừa tốt phá, vừa tốt trôi, vừa tốt chuồn thề. Mở đầu hiệp 2 này thì các cầu thủ của đội FC Sao Đỏ đang đá với một quyết tâm rất cao, liên tục ép sân về các cầu thủ của đội FC trẻ. Vậy có sắm tiền của các mẹ anh hóa sao? Cúng rồi nè. Vâng, rất nỗ lực nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Ôm kia ha. Lại chạm lo. Thở đã, lại tốt lo. Kia có con người chạy lên trên kia. Quay lại rồi đấy. Chưa, chưa. Sắm miệng rồi Uông ba. Đéo ăn xong rồi. Lên càng. Hai. Thắt quá ra, thắt quá ra. Đứng ở ngoài sân vậy. Và đá biên dành cho FC trẻ. Nó bảo lùi ra thì họ có đường chạy gì. Một cháu làm cuộn ba chư đấy kìa. Một người đấy cũng đi chị tay nắng hello. Cứ bắn đi. Kéo. Vâng, như vậy là bóng đã vào lưới của đội FC trẻ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội FC Sao Đỏ. Có lẽ một pha treo bóng rất nguy hiểm. Kia có nhảy được, nó chỉ đánh ra ngoài. Không nhìn được. Này mày, này mà, ruột 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 cho bóng này. Tay miền, tay miền. Kèo pháo. Thi lộ, thi lộ, thi lộ. Lên đi kèo. Đấy mà. Đi vào mưa có pháo mà chút. Bà Hương lại kéo đấy mày, tao này vô à. Thả đi. Sắm bóng ăn đánh bóng á. Phải lọ, tốt lọ, tốt lọ. Tốt. À, mình đá đi. Mình đá đi, sao lại sẽ kẹp kiếm này. Mấy lần thêm cái đua mình. Kiếm tên của môn á. Bố mà sao lại tần này có môn Huyền á. Bà Huyền lên đi Huyền ơi. Có môn Huyền á. Đá đi. Vâng, và như vậy đội FC Sao Đỏ đã ghi thêm được một bàn thắng và trận đấu bây giờ đã quay trở về thế cân bằng, tỷ số đó là 2-2. Ôi hết bóng rồi. Phao kia đi. Mình chị Quý ơi, đứng về tí đi. Kiếm kiếm ngon. Sám miên của đội trưởng. Sám miên này quá. Sao đỏ. Sao đỏ. Đá phạt. Kèo của phạt kia chứ. Kèo phạt kia. Phá hẳn kia mà anh Minh. Lên đi. Lên đi. Vào trong ấy. Kèo kia kia thêm. Đấy. Chút bóng lên. Ôi hồi đá kia đạp thế. Chân. Và vừa rồi là một pha cao chân. Một pha vào bóng không hợp lệ của một cầu thủ bên phía FC trẻ. Sút luôn, đá thẳng người. Câu vào giữa đi, vào đi tớ. Với những tình huống bóng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho đối phương. Đánh lót vào. Ok. Vào.
Đội tuyển mình đã đội trưởng đã kịp thời giải nguy. Những tình huống lăn xả của một ông kia ha. Lái chậm lo. Thở đã, lái tốt lo. Kia có con người chạy lên trên kia. Quay lại rồi đấy. Chưa. Sắm miệng rồi Uông ba. Mẹo ăn xong rồi. Mẹo ăn. Hai. Kia. Thắt quá rồi ra. Thắt quá rồi ra. Đứng ở ngoài sân vậy. Lùi ra một tí thì họ có chỗ. Nó bảo lùi ra thì họ có đường chạy gì. Nhưng mà cháu làm cuộn ba chư những kiểu. Những người đấy cũng... Chị tên là hello. Cứ bắn đi. Kéo. Nói là kia ở trong sân. Đấy, tới ốc mùa hết lại. Xong rồi chân nó cũng một thật nữa. Chiêm của sáng bóng ra. Hết bóng đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mười chạy nhanh lên tí. Ô, một tay. Tô tốt tóm luôn. Quý quay là gì thế? Dạ. Tây Nguyên, Tây Nguyên. Tây Nguyên. Vừa rồi là một pha bóng. Rất lẩn quẩn và loang quang ở khu vực cấm địa của thủ môn bên phía tây sao đỏ. Nhưng đã thủ môn đã kịp ôm gọn trái bóng và hóa giải tình huống rồi. Vâng, một tình huống ban bật nhỏ. Rất nguy hiểm, hít vào không, không vào hàng thủ môn, rất xuất sắc, hoan hô thủ môn. Cố lên, cố lên, đừng đỡ vào đâu. Đấy. Bình lên đi, dâng lên đi. Dâng lên đi, em không phải về đâu. Mình lên đi. Dâng lên đi, dâng lên đi. Dâng lên đi. Thôi để hết. Tơ tơ bình tĩnh. Nhiều anh tháo lại của anh khi. Cái nhờ. Mình lên lên đi lên đi. Chị quý tên đi. Buông trong cốt tốt. Thêm rong loại gần trí. Thôi chậm vào hề. Mày y tôi quán đi chọn. Một quý xăm bóng tay một quý. Đúng rồi. Vâng với... Vừa rồi thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã thống kê được hệ số. Sau tỷ số hòa thì hệ số với tỷ số vẫn giữ nguyên đến hết trận thì FC Trẻ sẽ là đội đứng thứ nhì. Rào hơi gần rồi, dịch xuống. Rào xa tí. Tí phần này à. Quả bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Những tình huống rất nỗ lực. Sẵn ra, sẵn ra. Môn hết sọt đấy. Để hết. Vâng, một pha chèo bóng đập gốc chữ A. Có một tình huống rất hi hữu và nguy hiểm. Nhưng sao thì tiêu, tiêu mà chán chán. Vâng, một pha treo bóng rất nguy hiểm và ba đều. Và tỷ số đó được nâng lên là 3-2 dành cho FC Trẻ. Vâng, vừa rồi là một pha treo bóng của cầu thủ Ngân Thùy Dương. Vâng. Chị sợ anh tình là một bên là một môn quá. Cháu bắt xoáy phải một môn mình. Chốc phiền đúng không mình? Vâng, những
phút cuối mà đã cầu thủ bên phía FC trẻ đã có những giây phút tỏa sáng. Bóng lại với Hiệp Thuận, trái bóng tròn cũng không biết thế nào mà lần những tình huống đó có thể là tình huống rất đơn giản thôi nhưng có thể dẫn đến bàn thua. Vâng, vừa rồi là tình huống tòa người rất kỹ thuật nhưng pha không chế bóng là không thành công. Chinh thì vừa mình chú à? Cho nó chơi cao. Chút. Và tỷ số đã được nâng lên là 4-2. Thua hàng chủ sáng hả? Vâng, bàn thắng vừa rồi vẫn là Ngân Thủy Dương. Hiểu kẹo thi. Em thì chứ mèo mèo là này phạt tổng nhiệm. Có lẽ bàn thắng vừa rồi đã có khoảng cách rất rõ rệt so với những tỷ số trước đây và cơ hội cho FC Sao Đỏ là ngắn dần đi. Và tôi thấy trọng tài đã liên tục nhìn đồng hồ. Rất nỗ lực và một pha phối hợp nhỏ nhưng không thành công. Tuận Thanh ra. Phút bóng lại một tột xiếc đấy. Tăng lý bóng về. Tột xiếc. Bóng phạt yếu mình. Pháo cho cái bóng yếu. Chỉ có chị tiền. Thả đi. Hết đi. Vâng, vừa rồi là pha theo bóng rất nguy hiểm. Thở nó lại. Lại. Tên Huyền, tên Huyền. Đẩy người rồi. Vâng, và như vậy là 60 phút của trận đấu đã kết thúc. Kết quả trong cuộc, đội FC trẻ giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Và chúng ta cùng xem buổi trao giải và một video tiếp theo. Xin thân ái chào các bạn.